Đã đến giờ tập thể dục. Đang quay điện thoại mới. Thử coi Hơi nha. thấp ha. Cái này hơi thấp. Huyết áp nhiêu hả chị? 98 à, 95 63. Sáng đo đường là 129. Sao có người tập tay riêng mà có người tập chân riêng ha? OT thực sự là OT nó đến là chủ trương là giống như thí dụ bây giờ cái chân của anh bị vậy rồi nó muốn tập cho cái tay mạnh, tại vì anh sẽ dùng cái tay trong thời gian này anh Đúng sẽ dùng rồi. tay nhiều, cái thứ nhất. Với lại OT thí dụ anh khó không biết cách mặc quần áo, họ sẽ chỉ cách mặc quần áo. Rồi nhiều người giống như người ta bị người ta ăn không được hay sao, họ chỉ cái cách, giống như thí dụ người ta bị cái tai đi thì không có ăn được hay sao, người ta tìm cách chỉ để tập ăn cái tai. Nhưng là phần OT nó mang lại như vậy. Còn phần PT á, thường thường á, nếu mà không có OT thì tụi em tập tay tập chân luôn, nhưng mà nếu mà có người tập tay rồi á, thì tụi em tập ít thôi, tập mo cái chân đi tập đi. Nhưng mà thật sự mà nói, tại vì anh á, là cũng còn trẻ cho nên anh khỏe, với những người mà lớn tuổi mà người ta bị như vậy là cái sức người ta yếu Yếu. lắm, là đi giống như khó khăn. Anh cái recover anh cũng cũng nhanh, chịu không? Chị nghĩ có người lớn mà bị một chút xíu gì là họ họ yếu lắm, như là họ đi không Không nổi nổi luôn. à. Phải Đúng. tập. Và ok, thêm lần nữa. Giống như chủ yếu á, là bác sĩ muốn tụi em tới là giống như bây giờ anh, tại vì mổ rồi á, cái bộ phận muscle của mình nó yếu đi đó, để mình tập để cho nó mạnh, để tới lúc mà gắn cái chân giả vô là anh khỏe, Đi anh đi được khỏe đó. Chứ mà không tập cái nó yếu rồi yếu dù mai mốt gắn gắn vô thì cũng hơi khó khăn một chút vô xíu nha. đó, bởi vậy ráng tập nha. Nhưng mà đáng lẽ cô giáo tới tập là phải có quà chứ, ví dụ như là bệnh nhân người ta tập giỏi Giỏi quá không có việc phải mua gì qua áo tặng này kia mới khích lệ được người ta chứ không, bệnh nhân mới ráng tập không. Mà lần bữa nay lần cuối rồi đâu có quà nữa đâu, trời phải chi mà lần sau tới một lần mình nữa phải là sắm mấy cái sticker, mỗi đúng lần lại gì rồi mình cho cái đúng rồi đúng rồi sticker đó. đúng rồi, có cái quà gì đó thôi giờ tập giỏi đi cho quà nè đó. Vậy là chị có thưởng cho ổng không? Mỗi lần ổng Đâu tập gì với ổng đâu không? Rồi, dở lên cái chân này tập luôn. đúng rồi, anh phải ráng tập cho nó mạnh cái chân để gắn Về chân bữa gắn giả chân giả vô. chạy bộ được Ừ. chứ. Chứ gắn chân giả vô yếu quá đi cũng đâu nổi đâu. Nhưng mà anh thì em nghĩ ok, không sao, không có lo. Còn trẻ còn khỏe mà. Cái tay ảnh thì mạnh lắm á, nhà cái chân thì chưa biết làm sao. Rồi, chân này cũng đáng nha.
Sao không tới tập nữa mà đi mà nghỉ vậy chị? Không biết nữa, tại vì nói tới là mình xong kỳ này mà em không có biết là nó có approve thêm hay không. Tại cái hãng này nhiều khi nó cho mình một phần trước, xong rồi mình chờ, nhiều khi nó phải approve thêm. Vậy hả? Nếu mình người ta thấy mình yếu là người ta cho mình tập tiếp. Nhiều khi cũng là cái bảo hiểm đó chị. Vậy với hả? Lại tùy theo, giống như là mổ, giống như mấy người stroke đó, thì em tập rất là nhiều. Tại stroke nó cần một cái thời gian Đúng rồi, dài ha. giống như cũng tội nghiệp đó chị, cái anh mà em tập cũng vậy, có 50 mà mới qua Mỹ nhầm lúc mà trước khi Covid tháng 11, mới qua tháng 11 thôi, cái tháng 2 cái bị stroke rồi. Vậy á? Trời ơi. Số kia đi không được, giống như cũng cũng hên là ảnh cũng khỏe, còn cái tay đúng không, nhưng mà nguyên cái chân này nhúc nhích không được, Giống như mình liệt nửa người á. được nửa người, nhưng mà bên hình bên tay trái thì cái tay á ảnh cũng còn có sức nhiều hơn, nhưng Đúng cái chân là rồi. không có, giống như dở lên không được luôn. Vậy là phải tập dài hạn luôn á. Tại vì stroke có thường thường trong nó hồi phục nhiều nhất là trong lúc 3 tới 6 tháng đầu, còn sau đó rồi là cái sức. Đó, cho nên mình giống như thủ, giống như cái người mà phải cố gắng trong trong lúc 6 tháng đó Mới hả? là mới Cái đầu tháng. á. Rồi anh tập hết lên hết xuống. Trời, tội quá, mới qua Mỹ mấy Covid tháng bị cũng stroke trễ. hả? Mà 50 tuổi còn trẻ quá ha. Rồi bây giờ Cũng ảnh là tiểu đường đó chị. Mấy người tiểu đường dễ bị stroke, rồi dễ bị giống như mà anh mà không có để ý là mắt bị mù, chân bị amputation. Vì cái tiểu đường nó phá chứ. Nó phá thận, nó phá cơ thể. Phá nhiều. Rồi giờ anh đó ok chưa? Thì cũng chỉ còn tập cho ảnh không? Cũng còn. Cũng còn tập cũng tội nghiệp á. Vợ con gì không? Có vợ, có hai đứa con. Bây giờ người vợ phải học lái xe. Rồi coi như là gia đình mới định cư qua là mới qua là bị stroke. Thật sự họ mới ra qua cái ở với anh, rồi cái xong mấy tháng rồi phải ra ở riêng, mà hai đứa con cũng một đứa hai mấy, một đứa 14. Trời, gia đình chắc buồn lắm ha. Gia đình chắc bị sốc, bị sốc lắm á. Nhưng mà thấy cô vợ cũng cũng vui, cổ cũng khép kịch ok lắm. Cái cô mà tập tay cũng tới á, cũng là kêu ảnh tập tay quá trời luôn, hôm bữa tập tay quá trời luôn. Nó tại vì anh bị vậy, cái phần tay nó sẽ cần điệp thêm cái tay nhiều lắm. Tại vì lúc mà ban đầu á, không để coi lúc mà anh tập á, thì cái chân anh gắn vô có thể anh dùng cái đúng rồi, cái lực của cái tay nhiều. Rồi từ từ quen rồi á, thì em không có biết á, là lúc mà họ sẽ cho tới lúc mà mình gắn cái chân giả luôn là lúc đó em tập đi cho anh. Vậy hả? Vậy mình xin được không? Không thì em để, em nghĩ nó sẽ cho thêm nhưng mà mình chưa có biết được. Tại tuần tới anh gắn rồi phải không? Không. Mấy bao lâu tới nữa? Tuần tới nữa mới gắn. Cũng hơi lâu không? Vậy có gì nói xin cho chị này, chị ghé chị tập cho anh nữa đi. Kỳ sau nhớ đem quà theo nha. Để em gắn luôn mấy cái happy face. Chân bên tay bên kia. Sáng ra là nhớ nhắc liền, 10 giờ có cô đó tới tập nha. Chị nhắc hẹn. Anh nhắc. Nói chứ tinh thần của giống như có người support cũng nhưng mà em thấy á, chị thường thường á, đàn ông mà bị cái gì á, đàn bà cũng rất là tốt, rất là gì, chắc là đàn bà mà bị đàn ông là bỏ đi rồi không? Không biết à, hên xui à. Không biết. Hồi xưa em có một ông tội nghiệp chị, bảy mấy tuổi mà ông bị stroke cái vợ bỏ đi. Chắc ông lớn tuổi quá vậy. Không, nhưng mà lớn càng lớn, thí dụ mà cái người đó ở nhập ông chị anh á, nhập chị gì anh á. Vợ cấp cũng bỏ đi. Vậy hả?
chắc vợ chịu không nổi á. Không, trời ơi, bị ô con chó dễ thương á. Ở bên này sướng thấy mồ luôn, chính phủ lo chứ. Bây giờ bên này có vợ có bỏ đi cũng có người lo à. Người đẹp chính phủ cho người đẹp tới lo nè, thấy không, rõ ràng luôn à. Mỏi rồi hả? Thôi mỏi thì tập chân. Rồi. Thấy không? Biết tập hết trơn á, mà chịu tập hay không phải không? Đó, đấy, đúng rồi, biết hết rồi đó, nhưng mà quan trọng có chịu tập hay không á. Tập giỏi đi, em cho anh ăn ổi anh. Thế đằng ổi lắm hả chị? Hàng chị có tới 3 cây ổi lần. Chị thấy cái vớ người ta bó cho ổng chưa? Cái vớ mà để cái bó cho nó giữ nó chặt lại vậy. Giữ nó chặt lại á. Nhưng mà hy vọng đi vô chân giả vô cái chân ảnh mạnh anh mà. Nghĩ là ok, không có, anh không có thành vấn đề gì đâu. Nhưng mà người ta nói là đi chân giả là mình không có được đeo 24/24, cái chân giả đó nó sẽ bị teo á, mình phải cởi ra. Thì cũng cái gì cũng, phải cởi ra ở trong nhà, đừng có đeo nhiều nó bị teo cái cơ lại luôn, phải đi chỉnh hoài à. Phải có rồi, cái anh đó đó phải chỉnh hoài luôn á. Đúng rồi. Especially ban đầu chị. Tại có người người ta trải qua rồi người ta biết á, người ta dặn mình vậy đó. Ví dụ ở nhà mình phải mở ra cho nó thoải mái, rồi chừng nào mình đi ra đường á thì mình đeo vô, rồi ngủ mình mở ra vậy đó. Chứ mình đeo riết cái nó bóp cái chân mình lại, rồi nó lại đi chỉnh hoài, chỉnh cái chân giả đó cho nó vừa. Cái chân bên này nhọn lên. Còn yếu không? Ừ. Nhón còn yếu á. Hồi trước em cũng có gặp anh thì cũng tội nghiệp lắm. Lúc đi qua Mỹ đó chị, cái bị ngoài mạng ảnh lái máy bay lúc máy bay qua Mỹ, cái rớt máy bay. Trời. Cái bị thức dậy là hai chân bị, cái tay bị luôn. Ôi. Mà đẹp tay, mà hay lắm nha, sống một mình á. Đi học college, đi học ra bằng bachelor qua đây 5-7 mấy. Trời ơi. Học ra là cũng hình như được cái PhD luôn. Vậy hả? Ghê chưa? Mà một mình ha, tự mình ở ngồi lắm, tự mình đeo chân rồi tự mình rồi đi. Đúng rồi, người ta phải sinh tồn á. Nhưng mà rớt máy bay mà còn sống là mừng lắm rồi đó. Trời ơi, chứ ai mà rớt máy bay mà sống ta. Không biết sao ông kể, ông nói lúc mà ông thức dậy á là không còn chân. Trời ơi, ghê chưa. Người Việt Nam mình á. Mà anh hay lắm. Qua đây lúc mà em gặp anh cũng 50 mấy. Mà vậy cũng sau này á, Việt Nam về Việt Nam cưới vợ nữa đó. Thì đeo chân giả mà. Ừ. Chị à, bị tật một cái tay, còn một cái tay. Hay lắm, rồi về Việt Nam cưới vợ nó hay lắm. Ôi. Nhưng mà hên là qua đây cưới cái cô kia, trời ơi, tốt lắm. Thì thật sự nếu mà nói cưới mà mình cưới trẻ quá thì không có thích em. Đúng cưới rồi. Cái cô lúc đó ảnh là cũng 50 mấy tuổi, 58 ha. Cái cô đó cũng là 50 hay sao, cưới cũng lớn tuổi nha. Nhưng mà cổ qua cổ săn sóc anh đồ chịu khó lắm. Ồ, vậy cũng gớt ha. Lúc mà ảnh cổ qua là ảnh còn yếu hơn cái trước. Lúc mà chắc lúc bảo lãnh thì cũng ok. Nhưng mà lúc à, qua là bắt đầu yếu. Yếu nằm không có đi được. Trời đất ơi, cũng may có người đó săn sóc á. Cũng ý trời duyên số ha. Rồi, bây giờ tập lại cái chân nha. Nhiều lúc mình thấy vậy mình cũng may mắn hơn nhiều người lắm á. Mà công nhận không biết cái duyên hay cái sao hay trong lúc mà cổ vừa qua tại tới tập anh cũng khoe anh sắp cưới vợ quá rồi. Rồi cho hình vợ rồi coi.
Rồi bây giờ là yếu luôn rồi hả? Ừ, nhưng mà cái đó là mấy năm trước rồi em gặp là thấy lúc đó anh đi không được. Bây giờ không biết làm sao ha. Rồi bây giờ đứng anh đi ha. Ừ. Chờ một tí nha. Em cũng có cọng dây đó đó anh. Mà đó giờ em đâu xài đâu. Ủa, tại sao mà chỉ có cái cọng dây này vậy? Không biết ở trong bệnh viện như người ta cho á. Thầy lúc mà ảnh nghỉ á. Ở trong bệnh viện á, người ta cho cọng dây này nè. Hèn chính nó ủi dây nịt này của ai vậy ta? Ở trong cái bao. À, đúng rồi. Đó, thí dụ mà ảnh đi mà mình giữ vậy đó. Cầm. Ở nhà ảnh đi nắm cái lưng quần ảnh không à? Nắm lưng quần cũng không ghê. Đi một vòng nữa đúng rồi. Trời ơi đi giỏi không vậy mà không chịu thưởng cô giáo kỳ ghê. Rồi đi một vòng nữa kìa, đúng rồi đó. Bữa nào à, hôm qua chịu đi một vòng nữa nên mệt rồi hả? Bữa nay chịu đi một vòng nữa chắc chị có chị khuyến khích hay là có đang không có bữa nào không có người đẹp là em kêu anh đi, anh phải đi nha anh. Lúc mà có chân giả mình phải đi bằng cái nạng hả chị? À, từ từ cái nạng, từ từ. Thường thường á chân giả chị đi cái nạng. Sau đó rồi á là cái nạng. Bây giờ đi cái nạng chưa có được. Ồ vậy hả? Phải đi cái này. Đi cái này. Ồ, phải đi walker. Hả? Chứ không thế được đi nạng. Bây giờ thì đi walker. Nhưng mà tại bữa thử là cái nạng không có an toàn cho anh lắm. Ồ. Cho nên chưa. Tới lúc cái đó có thể là đi nạng. Ờ, ý là cái chân giả mình gắn vô là mình đi cái nạng được phải không? Từ từ anh comfortable rồi á thì mình bỏ nạng nha. Thời gian cũng dạ. Thời gian tập từ từ, từng bước một, phải không? Nhưng mà đi cầu thang xuống lên xuống được ra, đúng không? Lên xuống. Nhưng mà mình đeo cái chân giả vô á, nó cứng cứng gì không? Ban đầu thì gì nó chưa có quen á thì cũng cộng cộng, nhưng mà anh chỉ từ từ cũng quen là được. Nhiều người người ta cũng quen thôi. Quen thôi không là có thời gian. Chị làm nghề này mấy năm rồi chị? Bao nhiêu lâu rồi chị? 10 năm mà. Lâu quá ha. Tiếp xúc nhiều người chắc mình... Nhiều khi mấy bà, ông bà già giàu giàu này không biết hết. Lâu lâu một hai năm trở lại cũng giống. Tại đây đây, nói ông bà già... Người Việt Nam mà. Em nhớ là giống như người tập tới cái chân này đi. Đó, chân này phải nhờ cái chân này dữ lắm á, cho nên cái chân này phải gán tập mạnh lên, tập cho cái chân này khỏe. Hôm nay tập được nhiều quá trời à. Khi đi ra và đi chợ cũng có ai kêu em nó trời nhớ. Sao mình nhớ nổi. Tại mỗi ngày gặp mấy người rồi một gặp biết bao nhiêu rồi, ngày này qua tháng nọ chứ. Các bạn mới nhận được thêm thùng đồ nữa, hộp này là thùng thứ 5. Thùng thứ 5 nè. Em Vũ Hạnh Philadelphia, tu nhạc sĩ Lê Quang. Trời ơi. Nè, nó quên anh. Cảm ơn. Anh.
Em cảm ơn nha, cảm ơn. Nhạc sĩ Lê Quang, khoan đã, để em cho anh coi cái áo khoác nè. Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Ấm lắm á. Ấm á. Vừa không? Em mở là vừa. Vừa hả? Em mở là vừa hả? Thôi cho em mặc đi. Để coi coi. Coi coi cái gì nữa để em mở cho anh coi nha. Thun nè. Thun nữa nè. Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Đẹp phải chắc vừa ăn ha. Vừa. Mờ nè, có gì nữa. Ôi. Áo gì, aro gì nè. Tokyo, Tokyo. Đẹp không? Đẹp. Bữa nè, rung luôn nè. Trời ơi. Bữa quá trời. Rồi. Wow. Đẹp không? À. Thương quá, đẹp quá, cảm ơn nha. Mỹ Hạnh hả? À, Hạnh, Hạnh, Hạnh Vũ. Hạnh Vũ hả? Đồ xanh nè. Ờ. Cảm ơn Thịnh Vũ nghe, trời ơi quá trời đồ đẹp nhiều luôn lắm, nè. Thùng nè. Nhiều lắm. Nữa nè. Cô. Quá trời nè. Quá trời luôn. Nhiều dữ vậy nè. Nhiều quá. Gì nữa đây? Phuket from hai em Casey Vũ và Alaric Vũ gì nè két. Tu chị két. Dễ thương không? Trời ơi. Nè. Cái gì của con có nữa hả? Cái này á. Chết mộ rồi két mặt sao vừa. Cái này nhỏ quá tội. Tội uổng ghê, uổng ghê. Dễ thương không? Dễ thương, đẹp á. Đẹp mà két đâu vừa. Thì để đi con giảm cân mặt. Ờ giảm cân. Trời ơi, dễ thương chưa? Két nè. Bực của két luôn nè. Trời ơi, dễ thương không mà không có dừa. Cái này không dừa hả? Cái này không dừa được. Nè, con nhìn đi. Trời ơi, uổng cái sợ. Trời ơi, kẹt. Để đi, con giảm cân mặt. Trời ơi. Này chắc giảm cân cái gì. Trời dễ thương, mấy cái đầm quá trời đẹp luôn. Trời ơi, uổng ghê luôn ha. Tính thế là ta giảm cân, ta mặc mà ổn ổn hoài, kỳ ghê. Ừ, kỳ ghê, ok. Các ráng giảm cơ, cân nha. Cái đó. Động cơ nó giảm cân. Ừ, cái động cơ giảm cân nha các. Rồi hết, còn cái cuối cùng. Dễ thương à. Cái này trước nè. Size này size XL. XL mà các, chắc con mặc vừa không? Ừ. Mà sao mẹ nhìn mẹ thấy không có vừa. Vậy sao nó vừa? Ba im lặng. Rồi. Để nó mặc XL rồi nè. Nó có học XL à? XL thử lát thử nó có vừa không? Đó, xong. Trời ơi, quá trời luôn hai cha con. Cảm ơn hai em. Đó, cảm ơn hai em đi. Hai em tên là nè Casey với lại Alaris. Không biết nữa. Cảm ơn hai em. Trời ơi. Trời ơi, cảm ơn Hạnh nha, Hạnh. Trời ơi, thì cái thôi đừng đưa cho tám nha với mọi người. Với lại nha, két nữa nha, đủ rồi nha, nhiều lắm rồi đó. Rồi bỏ vô đây để dành cho két giảm cân, giảm đồ rồi kép mặt nha. Đồ đẹp không à. Đẹp quá nè. Em mặc được cái két. Mặc đi. Cho em cái em mặc nha anh. Cho em cái em mặc nha anh. Bự quá sao mà. Mấy mua năm hũ yến nữa nè. Hôm qua hết mà không biết luôn. Đây là cái ra giường của một fan tặng cho ba nè. Dễ thương không? Thấy rồi. Mình thấy nè. Mấy bữa vô thấy để cái đó mà. Nó ấm lắm nè, có gì mai thay nha. Mai thay cho anh nha. Để đây.
Sâm ba lâm ba sông. Sâm ba lâm hai tô phở đó. Có chừng. Trời ơi. Có 132 à. Giỏi ghê luôn. Trời ơi, ăn hai tô phở anh. Hay quá ha. Mà bữa nay đâu uống nước đắng nước gì đâu ha. Đậu đen nè. Có nước đậu đen nhưng mà trước khi ăn mới uống rồi. Lúc sau khi ăn đâu uống gì đâu. Mà nó không có lên. Hay quá rồi, giỏi quá nè. Thưởng cho Hữu Yến nè. Tâm trùng hạ thảo nè. Mặt ăn ngủ mặt cái này có bị ấy không? Có khó không? Có cứng không? Nhân viên massage chờ sẵn kìa. Anh tới rồi hả kìa. Chưa? Thấy không? Thấy nhân viên tới chưa? Hello ba. Hello. Cười gì? Cười cái gì? Đức phìa đâu mà sáng ngủ rãi hả? Thank you. Bye bye.